chương trình đêm nay cũng vậy, rất là đặc biệt. Dạ vâng, lần đầu tiên chúng em xin gửi lời chào tới các khách quý và các anh chị nhà báo và tất cả các mọi người cây có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ôi trời ơi, giọng bắt ngọt ngào rồi. Thế nhá là có một hồn ra Hà Nội nhiều rồi nhá. Bây giờ nè, thôi thì mọi người đã rất là tò mò. Mình khai thác, mình tìm hiểu thêm chút xíu thông tin về nhân vật này. Xin mời AB Chang đầu tiên sẽ giới thiệu xuất xứ sản xuất của mình. Mình đến từ đâu và cơ duyên như thế nào chúng ta lại gặp KICM và tạo thành một cặp đôi ạ? Chào mừng, tình cờ thì em với Siêu, Ma Siêu là hai người có cùng hợp tác với nhau cũng được cũng một số sản phẩm trước đây rồi. Thì anh em cũng có biết nhau rồi thì tình cờ là em có sáng tác được một bài cảm thấy rất hợp với màu của Khánh. Và tình cờ là em có gửi cho Khánh thì hôm tối hôm đấy thì anh em có qua nói chuyện với nhau. Thì cái là anh em dính nhau. Làm cái gì mà làm sân khấu? Hai anh em dính nhau. Nghe chữ dính ở đây nó kỳ, mà dính là dính sao nè? Nó dính tới mức độ cỡ nào rồi? Dính là... Rồi, mất chồng là chắc rồi đó. Mất chồng là nghe người ta nói nghĩa là cảm thấy hợp và đồng điệu nhau về... Hợp nhau đấy. Người ta hợp nhau rồi đấy. Và ý của anh Chay nói là hợp, đây là hợp về âm nhạc, về gu. Rồi, các bạn cũng hợp với KCM mà đúng không? APJ có thể chia sẻ chút xíu, bật mí chút xíu về những sản phẩm sắp tới mà hai sẽ cùng nhau kết hợp với không ạ? Sắp tới thì tất cả mọi người hãy đón chờ sản phẩm giữa APJ và KMCM sẽ có MV sắp tới và sản phẩm âm nhạc rất là hay và đầu tư kỹ lưỡng gửi tới mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Làm người ta khóc rồi đó, thấy không? Dạ, cảm ơn em. Và bây giờ, xin mời AB Chang cùng Hòa Châu và chuẩn bị với KCM. Chúng ta đến với món quà tiếp theo nhé. Thấy sao các em? Con trai của bạn thì đó. Công ty đã lựa rồi. Mất chồng rồi, chúc mừng tụi em. Chúc mừng tụi em. Và hy vọng rằng Sao? Cái gì mà ngon vừa miệng ghê quá à. Rồi, tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ có những sản phẩm. Để tôi nói, để anh nói chuyện, ok. Kệ đi dạ. Và hy vọng rằng
tất cả các bạn. Làm ơn Khi ơi, hãy dành tình cảm thật là nhiều cho cặp đôi sẽ mang đến cho chúng ta những sản phẩm tiếp theo nhé. Đó chính là KDCM và ABJ. Và ngay bây giờ, không biết ông Khánh ở đâu rồi. Vâng, đi thay đồ nữa rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đón chào rất là nhiều khách mời. Và bây giờ trước khi đến với phần chúc mừng sinh nhật thì sẽ dừng sân khấu lại. Và đây sẽ là không gian âm nhạc dành riêng cho nhân vật chính của chúng ta, KDCM.